Rồi, ba anh em Vin chào cả nhà nha. Hôm nay thì ba anh em Vin có một cái món mà tôm tái rất là ngon luôn cả nhà. Nhưng mà công việc đầu tiên của ba anh em mình là phải đi kiếm tôm cái đã. Rồi chút xíu về giới thiệu với cái nhà cái món tôm tái nha. À, thăm lại cái ống cống của ngày trước. Ngày trước anh em mình mỏ đây có nhiều tôm lắm, nhưng mà nước lên nước xuống đó cả nhà. Nay nước đứng thì không biết nó như thế nào. Hai anh em chui vô chui ra có con tôm nào không nha. Yeah, hay quá béo ơi. Hay thấy rồi nha. Nhớ gửi tôm sạch rồi bỏ vô cho nó xíu xíu nước nha béo. Phải kẹp nữa. Đặng anh em mình để cho giữ tôm tươi ở cái nhà về làm món tái ăn mới được. Đó, cái ghế này nó không được ngon à. Hả? Nó sụp sụp, cái ghế sụp sụp. Không sao. Còn không anh? Dạ không. Hết rồi của mình. Ê, cứ khe dính con kìa. Vậy vậy. Đâu đâu được chứ bự không? Bằng con nãy không? Bằng con nãy mà cái càng bự hơn. Hai em với nhà ơi. Đó, hay quá hay quá. Ghê chưa, ghê chưa? Tôm cái nhà ơi. Đây. Xuống. Sản phẩm hàng bự. Hàng khủng. Rồi mò đi mò tới luôn. Mò tới đi, à, đằng kia còn cái ống cống nữa, anh em mình sẽ mò vòng vòng mới tới cái nhà. Cái ống cống á từ nãy anh em mình quặn giống ngon á béo. Quá từ cái cống là một tôm quá hết rồi luôn. Quá luôn hết chú em. Lớp luôn. Để hồi chút xíu hay chạy về tỉnh lấy cái ấy. Xuống anh em mình chọc. À, hai con luôn. Đây hả? Ở trong cống hay gì vậy? Nghe cái miệng cống luôn. Hay vậy ta, hai con luôn cả nhà ơi. Thiệt chứ. Ê. Mình có không? Không có cái gì nè. Ở con này cũng bự, hai con này nó nằm chung một chỗ luôn ha. Có được con nè. Một em. Rồi duỗi tay lên. Rồi còn con nữa đâu? Còn con nó mới tụng nè. Rồi cái miệng cống này quá trời bột tôm luôn. Đó. Nó này. Quá trời luôn rồi. Dạ. Dính luôn nè. Dạ quá trời ơi. Hai con luôn cả nhà ơi. Wow. Đó nè, gãy hết cái càng à. Em nắm được cái càng ở đây nè. Để nằm trong đây nè, đây ha. Đó. Còn, bắt lên đi. Khoan. Cái càng này em nhìn được cái càng nè. Đó, hay quá. Wow. Hay quá. Con cơm nè. Quá đã luôn. Sướng. Nó bỏ nào em nghe à. Đừng lên. Đây em vô lưng con nè. Vô. Trời. Đây này mình vượt bên. Chú Bi nãy à, chú Bi đang nhìn tốt. Khi đây. Gì mà không biết hả? Chú Bi căng quá vậy? Wow. Quá tài quá đất à. Trời ơi, sung sướng. Mình phải im thôi cho béo nó ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên. Con mời nhất luôn á. Hẹn quá chú Bi ơi. Từ nãy giờ chiến lợi phẩm của ba anh em mình này cả nhà. Có thêm nhỏ con béo. Tôi kinh rồi mà cá dê tôm vậy là bự dữ lắm rồi đó ha. Nó đã. Sướng. Nó dột đầu bờ nè. Dạ. Chú Bin này không màu màu. Cứ lặng lặng. Wow. Thấy chưa cả nhà? Nè. Quá luôn. Ngon rồi. Anh không má ơi. Vậy mà nó ra đi kiếm tôm nhỏ, em cũng đựng con nhỏ này. Nha, được rồi. Nó ra đi kiếm tôm nhỏ mà giờ thành ra tôm bự không. Nè nè mình ơi. Đúng rồi, hai. Chú Bin này. Trời ơi, anh hai chơi hàng khủng không ta? Xin. Từ hang ngồi xuống hay bích tường cũng ok. Chạy vô nè. Dạ. Em có hàng củng à. Wow. Cái này con nè. Xuống. Con chứ bạn. Rồi xảy rồi. Mấy thằng phe hay bị chảy lắm. Chú Bình nên đi. Chú Bình thầm lặng à. Chảy mày. Chảy đâu. À, cái nhẹ coi chừng cái này nó cứa nha.
Còn cái phiên nó phóng cái nóng theo luôn rồi. Thì mình sao biết được cảm giác này? Trời, con chưa được biết, cứ giờ con chơi với. Hay sướng mà. Hay sướng chơi, hay sướng mà không cho con ngờ. Ồ, đóng thông luôn rồi. Thấy cái rồng không mà chưa bóp được nữa. Hôm nay nhiều quá trời luôn rồi. Giờ mỗi tái, mỗi cái, mỗi đụng luôn á ha. Rồi, rồi. Hay luôn. Để trình. Quá vô. Oh. Chưa. Chuyên từ nãy giờ hơn. Ôi, ăn ngoài nè. Không có tụng cá. Chú Quyên kêu cảm giác con trơn nè. Chú Khai đi lẹ luôn. Nhỏ nhỏ. Đi cho con chơi với. Để chiến xa đi tập. Ok. Ờ, dùng loa dùng bơ dùng bơ dùng bơ hả đi hả đi hả đi tông chân cái nữa quá thật rồi quá thật rồi ơi nhảy ra không ngờ bữa nay là một ngày quá thành công luôn. Tao bự nhiều lắm á nha, tao bự lúc anh em ngồi lúc đầu á, từ nãy anh em bắt được tôm nhỏ rồi nên không có quay. Tôm này là khá lắm. Ôi nó bún quá. Thôi bây giờ anh em mình về đi cả nhà. Ba anh em mình về đi rồi dỗ ra lựa. Anh em mình xài tên là xài. Hôm nay mình đi toàn là trúng tôm quá thôi luôn. Nhà tôi lạnh luôn luôn. Phải không? Thôi về cả nhà. Đi rồi. Rồi, thằng Minh lấy đồ đựng tôm chấu. Anh em mình bắt được một mớ cá nữa nè cả nhà. Cái là anh em mình chọc mấy cái ống cống mà không có quay cho cả nhà xem. Ba cũng con cá lóc nữa nè. Nha. Ba con cá nghe thác lát, ba con cá lóc với con cá rô phi nữa nè. Thôi cá rô. Dạ anh em mình giờ lựa mấy con tép tươi sống á mấy. Dạ. Bự á. Lựa nha. Hoàn quá tài luôn cả nhà. Cần quá hoành tán. Ở kinh mặn nay tôm bự gỡ dày luôn. Quá tài luôn rồi. Dạ. Con đây. Rồi lượm mới cho con. Chú Ba lựa tôm sống, con lựa tôm chết. Tôm nhỏ. Nhỏ. Vô. Quá đã, quá đã. Nè, nè chưa biết bài chứ lấy bài hồi nãy anh mấy anh em mình ngồi mò là sướng rồi. Đẹp rồi. Ôi. Ừ. Cái này con nè. Nó to chưa? Bình tán chưa? Dạ, à, kịp chân cái nữa. Mấy con tôm này mà đi câu thì có cái ngát lụm liền. Hay luôn. Không đi con. Cái này do Minh câu luôn đi. Thôi, bự ra. Nó bự, con nó bự, con nó bự. Con này, con này con bự nè. Bây giờ, lại kẹp nữa. Cái này con gặm tới tối sống không mình? Cái sống. Cái sống. Ôi, con lọt nè. Đây là chúng ta gặm mấy con tôm tươi bự nữa cả nha. Thấy chưa? Chù. Siêu to không lọt. Rồi, bây giờ anh em về tắm rửa đi. Rồi gà xử nó sao? Ok. Tắm rửa thay đồ không có được. Còn cái này lựa tôm sống, muốn đi câu thì lựa tôm sống rồi đi. Cậu máy vô cho bà bảy. Thôi mình chiều nay mình làm clip sớm sớm thì tối nay mấy anh em mình đi câu cá ngát nữa đi. Câu cá ngát đi. Ham nữa hả? Ừ, chiều mình đi khoảng tới nước đầy rồi mình về. Ok. Rồi chừng mình kiếm được con hàng khủng vậy nè, cái bắt đầu mơi mình nấu lẩu mình ăn nữa. Ghét không? Ok, ok. Rồi. Giờ tắm rửa xong rồi anh em mình thử nha cả nhà. Quá đã, quá đã. Bây giờ tôm nhiều quá, anh em mình ăn tái thì nó ăn để biết vị cho nó ngon dở, đâu ăn nhiều được đâu cả nhà. Nên hai anh em mình quyết định sẽ làm cái món này, để hay làm món này cho ba anh em ăn thử. Ok. Bây giờ tụi mình hái cho chú Bình mới lá quế đi. Còn hay không? Tụi em ăn tôm nha. Ờ, lá quế xả, tôm để đi từ từ béo. Cái kiểu của hai đi từ từ, hái lá quế đi con. Đây này cả nhà, cái lá quế thần thánh của mấy anh em mình. Thôi lá quế hôm qua em hái một quế rồi đó. Hello quế đi, rau găm hết rồi, chỉ hái mới rau găm nữa được. Hơi sáng cho hai mới xả nữa. Ok. Hay làm cái món này lại lại hai anh em ăn cơm cho ngon rồi. Với lại trưa nè, tái á, là mình ăn để thưởng thức mùi vị thôi. Để mai mốt anh em mình có tầm nhỏ nhỏ lại mấy anh em làm món đó cho cả nhà xem. Rồi, mình chào cả nhà nha. Hôm nay thì mình sẽ làm cái món mà tôm càng xanh xả ớt. Xả ớt nha cả nhà. Bơ xả ớt. Cái này thì bên chuẩn bị một ít tỏi xay nè, rồi xả xay nữa. Cũng như tôm là bên sẽ lọt ra nha, rồi sắp lên đĩa. Phi cho tỏi ớt với bơ cho nó thơm lên, bắt đầu mình sẽ gứa lên những mấy con tôm này nha. Sau đó ai kẹp chung với lá quế với
lá quế chấm với muối ớt. Ăn với cơm hay. Ờ. Ừ. Ở đây không ngày nha. Dạ. Mai mốt mở bán nha. Ok. Bây giờ thì Bin sẽ phi xả với tỏi ớt trước nha cả nhà. Bin đụng dầu, Bin phi cho nó vàng, sau đó là Bin sẽ chế cái dầu ra bớt. Bơ này thì mình sẽ bỏ vô sau á, nó tan bơ nó rất là thơm luôn. Đó là cái chiêu nha. Để anh Bin chuẩn bị hết cái này đi rồi mình nắm mặn tôm. Tại vì mình mặn tôm xong rồi mình chế vô thì mình làm liền luôn nó mới ngon. Còn cái này để lấy mặn trước rồi mình làm cái kia thì cũng như đạn nó hơi ấy á. Dạ. Lâu quá thì nó tôm nhìn sôi sói đã. Đó. Ủa, dạ nóng. Cái hơi của cái lên. Dạ ớt. Xả ớt. Phi cho nó vàng lên cái nha cả nhà. Xả ớt. Món này là mấy đứa em nhỏ đừng bớt cho coi nó bao phái luôn á. Thơm thơm ngọt ngọt béo béo nè. Bỏ vô căng cái lè lưỡi luôn. Bây giờ đợi cho nó vàng cái đi rồi cả nhà mình mới bỏ bơ rồi mình đem gia vị nha. Cái này bên chắc dầu ra bớt rồi nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho bơ vô. Đâu có còn con tôm nó quýu gì nữa. Trời. Cháy rồi. Đây cho bơ tan ra. Cho gia vị vô. Bơ này thì nó có gì mặn mặn rồi nha cả nhà. Ngọt. Đường nè, cho nó ngọt lại. Không bơ quá, không bơ quá. Không bơ quá ha. Dạ, không bơ quá. Đó, nó sợ. Cô mình lấy giùm chú Bên chai nước mắm luôn cô mình. Dặn nắp luôn. Ủa, con. Chú Bên lấy hả? Rồi thêm tí nước mắm nữa. Cho nó dậy mùi hơn nha cái nhà, ít đó nha. Đúng rồi. Bơ mà gặp nước mắm mà nó dậy mùi ghê lắm. Ồ, lên đó, lên đó. Nhưng mà coi, xin chạp. Coi vừa ăn chưa. Xíu đường đi. Thơm quá, thơm quá, thơm quá. Thơm quá. Thôi, cho mày qua một bên. Mặn tôm. Bắt đầu mặn tôm. Anh em mình đọc được mặn gần xong rồi nè cái nhà. Đây là cách của mình làm món này nha, lọc ra như vậy đó, rồi xong rồi sắp vô. Ừ, lấy cái đậu ra luôn, đúng rồi, đúng rồi. Lấy cái cục đen đen á, để cục ấy á. Cục hồng minh của con tôm. Đây là anh em mình mặn hết nè cái nhà, tới cái đây nè. Cho nó vô, này phần càng anh em mình cắt cái vậy luôn nè, hơi trễ rút luôn cái nè. Sắp nó vô. Cái này hấp được không? Đây là những con tôm bự của anh em mình. Chấp hết thì hình hoàn toàn luôn. Đưa nước sốt lên. Cho nó vào thơm. Wow. Wow. Này có món mới ăn nữa mình ơi. Dẫn. Ừ, càng tôm. Cho của mình tổng tách là chén mớt đó nha. Chén mớt. Cái này là béo béo ngọt ngọt, còn mình phải mặn mặn chua chua vô. Dạ. Lấy lại mới được. Đó. Nên làm ghiêu 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 quá hay ha. Ừ. Hấp dẫn quá. Xả lên nữa cho coi. Xả thơm nữa. Chạy nước miếng, chạy nước miếng. Nước miếng ực ực ực. Lên luôn à. Ghiêu ghiêu lấy nắp đậy lại. Dạ. Ghiêu ghiêu thôi nha cái nhà, đừng lớn quá. Đây nắp lại. Cái nắp mình nó có cái khía. Dạ. Rồi, chờ thôi. Này đã nó thiệt. Thường mày. Thấy ổn mày. Rồi. Không biết ổn không. Thử không biết chứ không biết ổn không nữa. Cái này mình dùng cái dĩa nắp á nên nó hơi dính rồi cả nhà ơi. Mà thịt nó săn chắc quá em. Ừ. Dưới lại nó thơm nó hơi nó béo béo nó ngọt ngọt nó cho cả nhà coi. Thơm quá. Thơm không? Thơm không? Bơ với xẻ hang. Wow. Ở cái nước dữ ta. Một cua cá tôm. Ở cái gà nước hay gì hay? Gà nước, gà nước. Rồi con cơm chắc. Cái này coi nè. Gà nước quá chừng. Mấy đầu tôm nãy nó gà nước chắc luôn. Yeah. Ngon chưa? Ngon chưa? Ừ. Em thấy vậy là vô là ăn cơm được rồi đó. Rộm. Con tôm nó đuôi đụng đầu là chín nè. Ừ. À vậy bẻ nó hẳn ra rồi sao chứ ra? Bẻ hẳn ra thì nó cũng chín. Biết hồi nãy không chửi cái đùi. Đây, lên. Rồi, lên dĩa thôi. Không đi đâu, ngồi vậy đưa qua cho chắc. Quá đẹp. Đây là cái món của Vin này nha cả nhà. Tôm. Tôm bơ xả ớt. Tôm bơ xả ớt. Thêm dưỡng ớt. Cái này nó ngọt ngọt rồi thì phải béo béo ngọt ngọt thì phải đụng chua chua mặn mặn. Đấy.
Thôi ba anh em Vinh mời cả nhà ăn tôm cùng ba anh em Vinh nha. Biết mời cả nhà. Con mời cả nhà. Rồi. Thử cái món của chú Vinh làm thử coi. Dứt con này đi. Tại nóng quá. Chưa được, chưa được. Được. Chung bỏ kìa. Ngọt ngọt thơm thơm mà béo. Chấm vô chua chua mà béo. Bây giờ mới chấm muối ớt nè. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá hà. Em ăn túng tôm lột rồi. Hơi mềm quá hà. Làm cái vô thấm động cả nhà ơi. Bình chỉ chọn tôm nhỏ nhất. Ngon quá. Chấm vô chua chua. Thôi ơi nó dễ ăn làm sao. Bột sẵn. Cái món này ăn cơm là sai bài rồi. Bánh mì. Chậu ấy đúng bài. Ủa lộn chứ tưởng để ăn với bánh mì chứ. Món này Sài Gòn mới được nha chú Phan. Cái gì? Bánh mì Sài Gòn. Mấy bánh mì Sài Gòn hả? Chuyện qua chú bên đi Sài Gòn rồi con. Núi gà không còn. Lúc gà không có bánh mì Sài Gòn như ngày xưa đâu. Giờ đâu có ai bán bánh mì ginh túi như hồi trước đâu. Em làm con nữa. Sao con này nóng dữ ta? Dĩ nóc. Dĩ nóc nó hơi nóng. Chấm. Ơi mặn. Trời ơi cắn. Trời ơi nó không nóng. Ngồi quá. Rồi ha. Nung cái hết cái đầu rồi, tưởng đâu nung cái hết con tôm luôn chứ. Còn miếng rau à. Cho nó miếng rau cho nó dậy mùi nữa ha. Cái là chén qua, ba anh em mày hên thôi. Chứ gì định đi bắt tôm nhỏ hành ra mà tôm bự không à. Tôm bự này tái đúng không? Thôi mình để cái món tôm tái lần chiến sau đi. Ok. Thì gắp một cái lá rau. Gắp một cái đậu. Ừ. Thì cho vô một con tôm. Thì bên để lại một cọng rồi. Để bên chấm nó vô. Cho nó đúng kiểu đúng mùi mới được. Rồi, đây. Chín này nè. Chín này hả? Coi lá quế gì nó khác nữa béo ơi. Nó dậy mùi thơm lên. Nó mặn rồi. Ăn gì sao chịu nổi. Cái mặn rồi. Mặn không? Ngon. Thơm, không mặn. Chẳng qua anh chú hai mà cũng hên thôi. Cái món này thường thường Binh thấy là người Hoa hay làm mà cá cái sắc phanh phanh nó béo. Dạ. Rồi để vô cái dĩ cũng chế vô nhưng mà hấp. Anh em mình không có để hấp nhưng mà bỏ lên bếp lửa hẳn luôn. Cá hấp. Mình mò lâu rồi mình giờ mình ăn sao nhanh quá ha. Cả nhà còn mới tép nhỏ cái tôm nhỏ cả nhà hẹn cả nhà gặp hên xui ngày mai nha. Tối nay mình đi chiến nữa. Tối nay mình đi câu. Con tôm này là câu nhảy hơn tôm đợt rồi luôn á. Mấy anh em câu cua béo với của mình câu hôm bữa thấy sung quá, nãy nên có ý kiến ra rủ đi câu nữa cả nhà. Đi câu đó mà bay được mới bay xuống nha. Nhưng mà ở trên bờ, trên ghe ngồi bay không giống bay quá. Ví dụ như mà hai ở trên bờ hay quay hai anh em ở dưới thì hên xui. Mà chưa bay nhiều nữa. Bữa nay đi bắt tôm này bay cũng đẹp nữa mà chưa dám bay luôn cái nha. Vậy thôi tối nay để có hai trên bờ với mình chứ sao. Để chú cho chú Quyền bay ra đi. Chú Quyền bay ra. Cắm hai nhanh bạc bay ra hả? Đừng có bay chứ bạn. Con nào cũng ngon. Mấy con này thì hồi nãy bên cắt cái sống đó cái nè. Cái này hút cái tót này không chú hả? Không biết nữa, để hút thử ra. Hút ra. Nó càng cao sao hút ra được. Ê, con cắn một lần nó ra mới rồi. Cắn nè, cắn lần tới nó ra. Thịt nè. Thì cái cống luôn thôi. Mấy răng rồi. Nhóc cái càng luôn nè cái nha. Mập á. Quá mập, thịt nó chắc hả? Nè, coi cũng quá nè. Mày hút nó không ra, nó dính đâu á. Quá đó coi đó rồi. Dạ. Còn thịt nó dính vô lông miệng, với miệng con kìa. Vậy là con tưởng nó cái càng không chứ.
cái bên chơi ngay con tôm lại cái càng tôm lọt hay gì nó không ra. Làm lại cái càng khác. Thôi càng bự. Trời càng bự ha. Sao vớt được mấy cái tổ này ta? Tức thiệt chứ. Mấy cái muỗng. Hai có cái muỗng nãy có cái muỗng đây là em lấy rồi. Nè nè, lấy cái muỗng ấy luôn. Nè hay còn để chảo nè. Hai cô hai chú chắc ăn tôm chuyên nghiệp dữ tơn. Hai chú bên chưa? Nè cô anh. Chú bên chuyên nghiệp quá vậy? Lại ơi. Ừ, lại em hút ra luôn nè, em còn chuyên nghiệp hơn nữa. Nóng. Rồi còn rút kìa cái giống chú Biên rồi. Quá dữ. Ta ừ, không bên ta. Ôi sao cứ nghe lại. Vậy chú Kha này chắc cái quá ngon. Chấm ớt, lẹm liền. Vớt tỏi rồi, với xả rồi. Trời ơi, chơi cái giá luôn rồi. Ở đây xét bên tay lấy luôn. Rồi ngon. Càng này mà gặp cung khoai hết. Chết chỉ còn vài. Còn mà. Nhà ăn tôm nó ăn cạn mà. Ừ. Báo ngay càng tôm mềm nó không ra. Ngon quá, ngon quá. Đâu có, gấp phần tôm với xả vô. Xả vô. Từ nãy giờ ăn ra không có con tay, ăn không đẹp gì tới ăn không đã gì tên. Con tôm này, con lột này. Tôm lột. Con đỏ. Bây giờ bên giận hai chú gắn rồi, con cái này cứ ăn, cứ gấp tôm nhỏ ăn xong. Cứ gấp tôm bự, ăn gì tên. Chơi nè, tôi chú Bình à. Nè cả nhà, chị view cỡ vậy cả nhà nhìn mới chạy nước miếng. Trời ơi nó ăn mà cái chén. Gọi cái ăn cái bụp luôn á nha. Mẹ ăn rồi. Nè, nhìn view như vậy nè. Đó. Làm cái mạnh mạnh lên. Để em cũng làm một con bự ơi. Vô nè. Những gì mới sướng chứ. Nhà cả nhà vô. Đó. Ừ. Nó. Thì nó. Mềm còn mềm bộ trong mấy. Trước cái đầu à. Lượm đạo lượm đạo liền không nó mặn. Cái này này mới tém mình cũng đây tém mới trả vô cơm của mình nó mặn nồng hơn coi. Ừ. Con nượn nó hấm vô đầu dữ thiệt. Đợt cơ cái đầu à. Trời đậu mặn quá. Không luôn quá không? Má ăn em làm cái đầu nó thấy ngọt quá không? Cái đầu nó cũng thịt đâu có nhiều hay là không cắn ngang mấy cái tay nữa, nặng nặng nó thịt ra ngọt ra. Nè nó xem. Coi đầu tôm bự cái nhà không có gì hết tôm. Nè, xa với mình coi nè. Thấy không? Có đầu không? Để bữa gặp nó đây nè. Dạ nó chảy ra ngoài hết ta. Nó chảy ra ngoài. Quém. Ủa sao cái cạn tôm mềm không ta? Nãy cái tôm cứng ngon quá. Rút ra không được. Thì em rút ra nguyên cục luôn à. Cái càng con tôm cái nhà ăn cái thịt nó dai hơn cái mình. Thấy chắc. Chắc hơn. Chắc là do nó bốc đồ ăn nhiều quá nó tập cơ. Ăn không tập gym mà. Tập gym. Giờ hai cái tay với mấy cái chân nó thịt nó chắc phải không? Ừ. Đứt. Nút kia cái tót luôn á. Chấm gạo vô. Phải có gạo vô rồi mới chua chua ngọt ngọt của nó mới bớt ngán. Bây giờ thân thể của ba anh em cái nhà nó ngứa mà chui chui với cỏ lúc đầu mà ngoài kinh á, ba cái cỏ đó kêu có lát hay gì phải không? Ờ, có lá. Cỏ lá, nó cắt á, rồi lội xuống á, bây giờ nghe nó đổ mồ hôi ra, nó ngứa. Gạt, nó gạt luôn. Hồi nãy em thấy nó cắt cái mặt của hai chảy máu luôn. Thấy rồi chú hả? Dạ. Thôi rồi, muốn tìm muối ớt, cắm ớt nước, mắc nước lắm rồi ta. Cho mừng còn xã của mình nghe chọt cái cục thịt ra đây. Không được luôn nè. Đâu đâu rồi, đó, đó. Thì ra là cái cục thịt này để dành chọt càng tôm. Mình quái.
mục đích của hai á. Hên á. Được, được. Gà cái tót nghe rõ ràng luôn á. Ủa nhai được không chú ra? Vô cái vô tới cần cổ. Hai tỏ mang lá quế ra. Quan tâm. Ủa con. Hai cái này tiêu héo héo rồi. Hơi bị mặn à. Chơi luôn. Đó. Gì vậy? Mình? Có cái gì á? Có cái gì á? Có cái gì á? Có cái gì đâu vậy? Nó chọt càng tôm gớt cái đít chèn rồi. Cười vậy mày. Canh chuẩn, canh chuẩn nhưng mà ăn gớt. Canh chuẩn quá là chuẩn mà ăn cho nó vẫn gớt. Đủ ăn, vừa ăn. Không nhiều, không ít. Chắc có nhịt. Chậm nhậu. Ăn kìm cơm. Nó coi rất là dễ dàng nữa nè. Ê, chú Biên. Cả nhà nào mà coi cái clip này mà vô mà coi cái hình đại diện sao mà mở clip bên coi nghe bên giới thiệu mà không coi cái tựa sang đầu luôn á, sẵn luôn á, đứng là không muốn tái gì tại nhìn cái hình ấy chứ đừng đâu cái tựa ấy nha, nhìn cái hình với nhìn vô cái hình đại diện thôi là thấy thôi 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 món tái này lạ quá tại bà con ơi, vô thì ra nó làm cái món khác chứ không phải là món tái như nó giới thiệu. Tại ban đầu mình cứ nghĩ là không có tôm bự. Bên mấy anh em cứ nghĩ là xuống dưới có tôm nhỏ 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 thôi. Để ăn tôm xuống nhỏ thôi nha. Nếu như tôm mình tước anh em mình tới chả lát. Đâu có người ta bự đâu, mình tước anh em mình tôm nhỏ nhỏ, nhỏ không bộ. Đúng rồi. Nhưng mà mình vô cái mương nó làm lý. Con tôm mà con tôm bự bên bắt cái nhất á. Đây cứ như là bên để tay vô cái nó nằm vậy luôn á. Rồi bên cầm cái đầu á. Rồi bên ginh hai cái càng lên luôn rồi. Nó béo gọn con của Minh, gọn con nữa giữ đi. Nhông luôn. Rồi, Minh vô. Rồi em luôn, xong. Có thức lên được. Còn kiểm tôm của Tài. Thật ra chút xíu nước trà. Để đây ngồi chỉ ăn cái nhà trời lâu. Trời ơi, cái gì ngoài nữa. Tí nó lụm cục Minh không tâm. Có mấy con tôm nó cũng muốn mềm mềm cái nè, chắc là người do nó chết này nhau. Coi khang có thấy mấy con nó hơi mềm mềm không? Có em để tôm lọc á. Hơi mềm. Này ngon quá. Nó có gạch nè, rồi nó có chả ớt, bơ nó thơm nữa, nó béo. Cái nào? Rồi có cái bông, còn gắp cái ấy. Gọi xong rồi. Cái bông rồi. Mặn rồi. Bông mùng quế hả? Đúng rồi. Rồi nó vô luôn rồi. Rồi, mặn nó hết biết ngọt rồi. Tên nhìn cái màu là biết mặn chắc luôn á. Cùng mình luôn. Ngọt rồi đó nhân mặt đó nha. Thôi bà anh em mình tạm biệt cả nhà nha. Bye bye. Ôi trời xanh rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Béo lên cá này cả nhà ơi. Thôi béo ơi. Nè, nhát 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 Minh ơi. Minh ơi. Nhát nhát, móc hơi bị mệt à. Nè cả nhà, con có từ sau luôn. Bà anh em đi chờ cả nhà nha. Này bà anh em mình lại dẫn cái nhà đi câu nè. Có mà ít được ít tôm trống. Này có dẫn bảy đi cùng nữa nè cả nhà. Xuống đâu mà sướng. Chút xíu nữa xuống dài dài mới xuống. Giờ mới có con cá chưa sướng lắm. Nè cả nhà. Cây tương rồi đó. Cây tương rồi đó, lần trước là bé đi cầu bé cũng cây tương, mấy anh em mình mới dính đó mình. Sao, còn tặng hai. Chết cái ốc quá. Chết cái ốc quá mình ơi.
Minh cười he 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 he. Rồi chứ mình bỏ bể đầu của mình luôn nè. Chị nay ba lạng nữa. Cá câu thiệt. Thiệt luôn. Úc mập lâu luôn. Thôi thôi thôi, coi cái Úc nó dính nè. Dính ngay cái mang. Cái tạc mà lại giãn mồi, giỡn mồi của Bin nè cả nhà. Bin đóng một cái cả nhà coi nè. Hết lặn không mà cá mập dữ vậy, dặn không béo thấy không? Tại nó bị bệnh méo phì hay vậy? Nè, coi nè chơi nè. Ăn ở trong cái miệng mà tin mấy không á. Quá trời quá đất. Dữ vậy không? Trời lụm. Ôi trời, chỉ trong quay trời. Bin. Tính là đổi bến rồi, cái vô luôn hả? Cái gì ăn không gấp gì trơn á. Cái gì đây? Cá Út. À, cái ngát Minh ơi. Minh ơi Minh. Chú Bình nè nha Minh. Đó, thấy gì chú Minh? Minh. Ôi Minh này hết lên rồi. Từ 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 coi chừng. Coi nước lỡ. Cá này hơi bị to cái nhà. Ui. Hay 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 từ từ hay. Nè em. Hay quá. Tiểu Nguyệt. Rồi cho mọi người kìa Minh ơi. Rồi em nha, rồi hình dưới rồi em nha. Rồi hình tới đây ngồi hơi bị lắc nha. Tinh cao nó hiu lắm. Cảnh buổi chiều đẹp quá. Bên làm cái gì vậy bên? Rồi, này. Nuốt luôn rồi. Cái lưỡi kìa. Đó, kia này của Minh chỉ nè. Vô. Minh ơi. Lấy cái bị con. Lấy cái bị chú Minh bỏ cái vô coi. Lấy giùm chú Minh nha. Vô vô. Hai em cái ghét.